Ngày 6 tháng 7, bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Châu Việt, trưởng khoa hồi sức tích cực nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, vừa cứu sống thành công hai bệnh nhi mắc hội chứng động kinh co giật nửa người, liệt nửa người, HHE hiếm gặp. Theo đó, bệnh nhi 18 tháng tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng lơ mơ, co giật toàn thân, xen kẽ với những đợt co giật nửa người bên phải. Kết quả MRI sọ não cho thấy, bé có tổn thương hạn chế khuếch tán lan tỏa ở bán cầu não trái. Sau 3 ngày điều trị, bé đã phục hồi hoàn toàn về tri giác, sức cơ, trương lực cơ toàn thân. Trường hợp thứ hai là bệnh nhi 3 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, có tiền sử động kinh toàn thể từ 14 tháng tuổi và đang điều trị Depakine. Trước đó, bé sốt cao rồi lên cơn co giật kéo dài 30 phút trước khi đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2. Kết quả MRI sọ não cho thấy có tổn thương kèm phù não gần như toàn bộ nửa bán cầu trái, đẩy lệch đường giữa sang phải, bán cầu não phải bị ép xẹp. Sau 10 ngày tích cực điều trị, tri giác bé có cải thiện chậm, có nhịp tự thở tốt và cai được máy thở, tiếp tục kiểm soát động kinh và vật lý trị liệu vận động. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Châu Việt, hội chứng HHE là một bệnh hiếm gặp. Bệnh có trạng thái co giật nửa người kéo dài trên trẻ sốt dưới 4 tuổi, gây liệt nửa người cùng bên co giật và teo não bán cầu đối bên. Tối ngày 5 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát Cơ động, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Dương đã thi hành lệnh khởi tố, lệnh bắt bị can để tạm giam, đồng thời khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Trần Viết Kiều, 43 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Bị can Trần Viết Kiều là phó giám đốc chi nhánh một ngân hàng ở tỉnh Bình Dương. Kiều làm ngân hàng nên biết được ai có nhu cầu vay vốn lớn trong thời gian ngắn để đáo hạn ngân hàng. Sau khi giả vờ tiếp nhận hồ sơ đăng ký giải ngân rút một phần tiền, thực chất tiền giải ngân là tiền từ nhóm cho lãi nặng. Kiều thông báo hồ sơ vay ngân hàng không thể thực hiện được và yêu cầu người vay phải trả nợ gốc và tiền lãi từ 0,4 đến 0,5% một ngày. Nếu người vay không trả tiền, nhóm cho vay lãi nặng sẽ đòi nợ, ép ký giấy vay nợ và lấy tài sản để cấn nợ. Kiều đã cùng đồng bọn làm giả 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các cá nhân với mục đích làm giả thủ tục vay vốn tại ngân hàng, nhưng chưa kịp thực hiện thì bị phát hiện. Tối ngày 5 tháng 7, theo Thượng tá Trần Trung Quốc, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh về việc bấm biển số xe đẹp tại Công an huyện Cao Lãnh để đưa vào tin báo tố giác tội phạm, thụ lý theo quy định của pháp luật. Kết quả thanh tra cho thấy có những đối tượng liên quan ngoài tỉnh, tổ thanh tra đặc biệt không đủ thẩm quyền để xác minh. Do đó, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra để đưa vào tin báo tố giác tội phạm thụ lý theo quy định của pháp luật để có điều kiện làm rõ thêm. Chiều ngày 5 tháng 7, Công an huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ông Vũ Chí Hữu, Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Đạ Hoai thuộc Sở Tài nguyên Môi trường Lâm Đồng để điều tra về tội nhận hối lộ. Trong giai đoạn làm giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm, ông Hữu đã cấu kết với Tạ Duy Phước, 39 tuổi, ngụ phường 2 thành phố Bảo Lộc, là cán bộ phụ trách đo đạc thuộc chi nhánh của đơn vị này, nhận hối lộ của một số người dân trên địa bàn huyện Bảo Lâm để làm sai lệch nhiều hồ sơ đăng ký tách thửa, biến động trong cấp đổi và cập nhật đường giao thông. Trước đó, Công an huyện Bảo Lâm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Tạ Duy Phước để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác. Ngày 6 tháng 7, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tháng 6 năm 2023, số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng đều gia tăng. Cụ thể, trong tháng 6, toàn thành phố ghi nhận 758 ca sốt xuất huyết, nâng tổng số ca mắc 6 tháng đầu năm 2023 là 8.519 ca, không ghi nhận trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Hiện tại có 111 trường hợp đang điều trị nội trú, trong đó có 10 trường hợp sốt xuất huyết nặng, có 4 ca đang thở máy. Mặc dù số ca mắc, số ổ dịch năm nay thấp hơn năm trước, nhưng đã có dấu hiệu dịch bệnh bắt đầu gia tăng từ tuần 24 đến nay. Số ca mắc trong tháng 6 đã cao hơn tháng 5. Trong khi đó, số ca mắc tay chân miệng bắt đầu tăng liên tục từ tuần 19 đến nay. Số ca bệnh nặng cũng gia tăng theo. Tổng số ổ dịch tay chân miệng trong 6 tháng là 125.
Tổng số ca mắc tay chân miệng trong 6 tháng đầu năm 2023 là 4.500 ca. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trước dự báo tình hình dịch bệnh sẽ gia tăng, ngành y tế tiếp tục vận dụng mô hình phân tầng vào công tác thu dung điều trị sốt xuất huyết, tăng cường duy trì hoạt động tổ chuyên gia điều trị sốt xuất huyết của Sở Y tế. Sở Y tế đã xây dựng kịch bản ứng phó dịch tay chân miệng bao gồm 3 cấp độ, thực hiện phân tầng điều trị với tầng cuối là các bệnh viện chuyên khoa nhi và bệnh viện bệnh nhiệt đới. Tối ngày 5 tháng 7, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an thị xã Mỹ Hào đã ra quyết định đình chỉ công tác trong thời gian 3 tháng đối với Thượng úy Tống Hồng Núi, cán bộ Công an xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, để phục vụ công tác xác minh điều tra theo quy định về sự việc xảy ra tại trụ sở Công an xã Hòa Phong vào ngày 3 tháng 7. Cụ thể, ngày 3 tháng 7, anh Nguyễn Thế Huyện, sinh năm 1985, ở thôn Vân Dương, xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, đến Công an thị xã Mỹ Hào trình báo nội dung. Khoảng 13 giờ cùng ngày, khi lên làm việc với Công an xã Hòa Phong, anh đã bị Thượng úy Tống Hồng Núi có hành vi đánh gây thương tích. Ngay sau khi nhận được báo cáo của Công an thị xã Mỹ Hào, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thị xã Mỹ Hào, các đơn vị liên quan nhanh chóng tiến hành tổ chức xác minh, làm rõ và có hình thức xử lý nghiêm đối với Thượng úy Tống Hồng Núi nếu có hành vi vi phạm. Ngày 5 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã phối hợp Công an thành phố Tân Uyên phát hiện triệt xóa một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà thắng thua bằng tiền, tạm giữ 14 đối tượng cùng một khẩu súng, một cây kiếm nhật và nhiều tang vật có liên quan. Theo đó, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phát hiện Nguyễn Phước Hưng, sinh năm 1979, thường trú tại Tân Nguyên, Bình Dương, cùng đồng bọn, thường xuyên lôi kéo các con bạc đến trường gà của Hưng ở khu đất trống thuộc tổ 4, khu phố Hóa Nhật, phường Tân Vĩnh Hiệp, thành phố Tân Uyên để đá gà ăn tiền. Số tiền cá cược mỗi trận từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Sau mỗi trận, Hưng sẽ thu tiền sâu là 5% trên tổng số tiền cược. Trưa ngày 2 tháng 7, Công an bắt quả tang Hưng cùng 13 đối tượng đang tham gia đá gà ăn tiền, thu giữ 35 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan.